Tùng Linh là sản phẩm điều trị đau nhức xương khớp. Nó chứa bao gồm 4 thành phần này. Thứ nhất là sữa bê cá mập, thứ hai là hyaluronic acid, thứ ba là HA và thứ tư là chiết xuất từ quả acela. 4 thành phần này là 4 thành phần vàng trong việc hỗ trợ tái tạo, trẻ hóa toàn bộ mô sụn khớp. Những cái sản phẩm khác trên thị trường ấy, nó chỉ có tác dụng gọi là hỗ trợ giảm đau xương khớp nhất thời thôi. Các Tùng Linh một ngày uống cho em 4 viên chia 2 lần uống sau ăn nhá. Cái viên thuốc của em nó là dạng như con nhộng như này. Xương khớp nó là qua quá trình chúng ta lão hóa và thoái hóa nó mới gây ra tình trạng đau. Còn lúc trẻ thì không có ai đau nhức xương khớp cả. Cả một quá trình thoái hóa và đau nhức như vậy không có chuyện mà các bác uống 3 đến 4 ngày nó đỡ nhá. Cái xương khớp nó không giống cái dạ dày. Ví dụ đau đầu các bạn uống thuốc nó sẽ đỡ ngay, đau dạ dày uống thuốc là đỡ ngay, nhưng riêng đau xương khớp không có chuyện các bạn uống một cái đỡ ngay nhá. Sản phẩm xương khớp không có chuyện uống 2-3 ngày đỡ đau, các bác phải uống cho em tầm 10 ngày nhá. Bởi vì sao ạ? Sản phẩm bên em là một cái sản phẩm có khả năng tái tạo và trẻ hóa toàn bộ mô sụn khớp, làm đầy tất cả các mô sụn khớp mà bị hao hụt, bị tổn thương do lão hóa. Uống cho em khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Ban đầu bao giờ mọi người uống, mọi người sẽ thấy nó đau hơn bởi nó sẽ công thuốc lên. Nhưng sau đấy, sau khoảng 10-15 ngày, càng ngày các bác sẽ càng cảm thấy là cái chân của mình nhá, nó đỡ đau hơn, mọi người đi lại thoải mái, nó không bị lục cục này, không bị co cứng khớp này, không bị cứng các chi này.